nhìn xem anh chàng này làm sao để lừa tiền người giàu nào. Anh nghe thấy một ông phú hào đang kỳ kèo 2,5 đô. Vì vậy, giả vờ cúi xuống nhặt từ dưới đất lên 1 đồng xu, rồi nói với ông phú hào đó: "Này anh bạn, của anh rơi à?" "Vâng, của tôi đó." Thế là trong lúc anh lấy đồng xu đưa cho ông phú hào, cố tình làm đổ ly rượu của ông ta. "Ô, xin lỗi, anh trai." Nhân lúc phú hào đang vội lau vết nước, anh liền móc lấy ví tiền của ông ta, lấy đi thẻ ngân hàng bên trong, sau đó lại đặt chiếc ví trở lại túi áo của ông ta. Trước khi đi còn thuận tay lấy luôn chìa khóa xe của ông ta. Toàn bộ quá trình có thể nói là thuận như nước chảy mây trôi. Trở ra khỏi nhà hàng, bấm điều khiển từ xa, lái chiếc xe thể thao mui trần của ông phú hào kia, chớp mắt đã chuẩn đi mất rồi. Trên đường đi anh ta còn giả làm trợ lý của phú hào, thuê một căn phòng hạng sang cho mình, và anh ta chính là chuyên gia lừa đảo hàng đầu, Mr. French. Sau đó anh ta nhắm vào một phú bà có thân giá 5 tỷ, vì vậy liền cùng lão Brown thương lượng kế sách, chuẩn bị lừa bà ta một vố lớn. Có tin phú bà ấy đang tìm một chuyên gia đầu tư đáng tin cậy, lão Brown liền giả thành một ông nhà giàu mới nổi đi vào nhà hàng, rồi thừa cơ ném tờ báo đã chỉnh sửa lên trên quầy bar. Sau đó đến ngồi xuống chỗ bên cạnh của phú bà, tiếp đó liền bắt chuyện với bà ta. "Ồ, bà cũng thích đầu tư à? Chuyên gia đầu tư của tôi vừa giúp tôi kiếm được 8 triệu vào tháng trước đấy." Phú bà liếc nhìn anh ta. "Thật á?" Lúc này, Brown bảo phục vụ đưa tờ báo hôm nay đến. Không cần xem, chuyên gia đầu tư trên tờ báo chính là French. Sau đó phú bà liền ngỏ ý muốn gặp vị chuyên gia đầu tư này. Thế là Brown đưa danh thiếp ra, mời bà ta đến tham gia tiệc tối. Đợi lúc về lại chỗ ở, Brown mời về thêm 8 diễn viên quần chúng, chờ đợi phú bà xuất hiện. Rất nhanh, phú bà dẫn theo trợ lý cùng đến. Thế là Brown giới thiệu French cho phú bà. Đợi sau khi bữa tiệc kết thúc, phú bà nói với French: "Tôi đã xem bài báo về anh, quả thật là rất lợi hại, nên giai đoạn đầu tôi định đầu tư 5 triệu, xem thử năng lực của anh." French vừa nghe, ấy giả, phú bà này ra tay hào phóng ghê. Thế là anh hẹn phú bà ngày mai đến văn phòng họp bàn chi tiết, bởi vì French muốn thể hiện một ít năng lực của mình cho bà ta xem. Nhưng tiếp sau đó, họ trước tiên cần phải tìm một văn phòng đủ chất lượng mới được. Anh ta là một chuyên gia lừa đảo hàng đầu, lúc này đang lập ra một cái bẫy hoàn hảo. Lão Brown nhân lúc người ta không chú ý liền đi đến phía thùng rác, sau đó ném que diêm đang cháy vào thùng rác, rồi thản nhiên như không rời đi. Đợi đến khi nhân viên tòa nhà phát hiện thùng rác đã bốc cháy, liền bắt đầu đi khắp nơi tìm bình cứu hỏa. Brown nhân lúc hỗn loạn bước vào thang máy. Sau khi vào thang máy, Brown đi đến sàn giao dịch chứng khoán. Lúc này anh ta đang cải trang thành nhân viên kiểm tra mạng, nói rằng đường truyền đang có sự cố. Lúc đang vừa sửa đường truyền, Brown liền tranh thủ lắp máy phát tín hiệu, sau đó tìm đến một văn phòng đang tạm đóng cửa, dùng chìa khóa vạn năng xoay nhẹ một cái, cách cửa mở ra rồi. Lúc này Brown giả danh quản lý tòa nhà, gọi điện cho quầy lễ tân. "Chuyện gì vậy?" "Hội trường vừa mới bốc cháy, người của bên sở môi trường sẽ đến kiểm tra, chút nữa dẫn anh ta lên thẳng tầng 6. Thế là French lấy thân phận là người của sở môi trường, vào tòa nhà một cách suôn sẻ. Chờ French đến văn phòng, Brown nói: "Máy cảm ứng này đã liên kết với người của sàn giao dịch trên lầu. Chút nữa anh xem cổ phiếu tăng giảm, sẽ được đưa lên màn hình trong khoảng 1 phút. Đợi sau khi phú bà đó đến, thì xem anh biểu diễn thế nào thôi." Không bao lâu, phú bà dẫn theo trợ lý đi đến văn phòng. Lúc này Brown kiếm cớ đi ra ngoài, trốn vào trong nhà vệ sinh, rồi không ngừng gọi điện thoại cho French. French giả vừa nhận được tin tức nội bộ, bắt đầu chỉ đạo nhân viên mua hết một nhánh cổ phiếu nào đó. Một phút sau, cổ phiếu này bắt đầu tăng vọt. Tiếp đó French chỉ huy nhân viên bán ra một nhánh cổ phiếu khác. Một phút sau, cổ phiếu này bắt đầu giảm mạnh. Một loạt thao tác này lập tức khiến phú bà thấy French quả thật quá lợi hại. Thế là lập tức quyết định đầu tư 5 triệu để French kiểm soát nó. Nhưng bà ta có một điều kiện, là để French cũng đầu tư vào 5 triệu, kiếm được thì cả hai cùng kiếm, mà lỗ thì cũng phải cùng chịu. Chuyện đến nước này, France chỉ có thể đồng ý với yêu cầu của bà ta. Đêm đến, Brown và French lấy báo kẹp giữa tiền giấy, làm thành một dương tiền giả. Hôm sau, hai bên hẹn nhau đến văn phòng. Sau khi nhìn thấy tiền của đối phương, Brown liền nhận lấy 2 dương tiền đặt trước cửa. Và French lại tiếp tục giả vờ làm việc. Lúc này phú bà nói với trợ lý: "Đừng ngồi ngây ra đó nữa, cậu đem đồ về khách sạn trước đi, chút nữa đến đón tôi sau." Thế là trợ lý đem mấy túi đồ đặt xuống đất. Đợi sau khi trợ lý rời đi, phú bà nói: "Tôi ghé phòng vệ sinh một chút." Thế là French bắt đầu chờ đợi. Nhưng đợi 2 phút rồi mà phú bà vẫn chưa ra. Lúc này French nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn thấy phú bà đang vội vàng chuồn đi. Hai người French đột nhiên cảm thấy có không ổn, thế là nhanh chóng mở dương tiền ra. Nào ngờ tiền của phú bà cũng là kẹp lẫn với báo. Trong dương này có tất cả 5 triệu bảng Anh. Brown lấy một cọc ra xem, ở giữa toàn là báo. Thì ra vừa rồi trợ lý cố tình đánh rơi chiếc túi trên tay, lúc nhặt túi lên, thuận tay xách luôn cả dương tiền của họ. Lừa đảo bị lừa rồi, thật mất hết mặt mũi. Thế là French bắt đầu nghe ngóng nơi ở của hai người kia. Bên kia, hai người bọn Tommy đang vô cùng hào hứng. Nhưng đợi đến khi Mary mở dương tiền ra xem, ở giữa cũng chỉ toàn là giấy. Lẽ nào là gặp phải đồng đạo rồi? Đúng lúc này, nhóm người Jackson đột nhiên xông vào. Hóa ra một tuần trước Mary đã lừa tiền Jackson. Hứ, cuối cùng cũng tóm được mấy người.
đem tiền đã lừa tôi giao ra đây. Thế là Mary chỉ đành phải ngoan ngoãn giao tiền. Nhưng đối phương lại không chịu thua chuyện, cứ nằng nặc đòi Mary bồi tội. Đúng lúc này, Brown và Franch hừng hực khí thế đi vào. Lúc này Jackson ngơ ngác đứng nhìn, bọn mày là ai vậy? Hai kẻ lừa đảo này giờ là của tôi. Lúc này, Brown đi về phía Mary. Không sai, chính là cô ta. Còn cả tên tiểu tử thúi này, mày là ai chứ? Nói của mày là của mày được à? Ha, mày nói nhảm nhiều thật đấy, xử hai tên lừa đảo ấy đi. Thế là lão Brown rút súng ra, bằng bằng hai phát bắn chết Mary và Tommy. Jackson bị dọa đứng người. Cái dương mày đang cầm là gì? Đây, đây, đây là tiền họ đã lừa tôi. Bắn nó luôn đi. Ấy ấy đừng, anh trai. Tiền giao cho anh, giao hết cho anh. Hôm nay xem như em không thấy gì. Làm ơn, tha cho em đi, xin anh đó. Nếu để tôi nhìn thấy cậu lần nữa, kết quả sẽ giống hai kẻ đó vậy. Biết rồi anh trai, em biết rồi. Biến. Thế là nhóm Jackson tan tát bỏ chạy. Lúc này Franch nói, hai người dậy được rồi. Hai người bọn Mary lập tức ngồi dậy. Hóa ra vừa rồi lúc Brown đến gần hai người, đã bí mật đưa cho họ một túi máu. Rồi khi Brown nổ súng, Franch liền bấm điều khiển từ xa. Như vậy đã dựng xong cảnh hai người ăn hai phát đạn chết. Nói xem, hai người rốt cuộc là ai? Hai chúng tôi nhận lời lão Ben. Đến câu con cá lớn Brown. Franch nghe xong, ấy ra, thì ra bọn họ đều mắc bẫy của lão Ben. Thì ra Franch lúc đầu cũng do nhận lời lão Ben để đi lừa Mary. Thế là họ cùng nhau đến tìm lão Ben. Lúc này lão Ben mới chịu nói ra là muốn hai người họ tham gia vào đội của họ, nên mới cố tình tạo ra vụ này, nhân tiện để Franch xem thử hai người đó có qua cửa hay không. Không nghi ngờ gì, cả hai thành công gia nhập đội của Franch. Tiếp theo họ phải đi tìm kiếm mục tiêu mới rồi. A hi hi.